gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay đi thì có Nhí với cu Men đi theo nữa cả nhà. Cho Nhí cu Men ở trên bờ. Hôm nay gia đình mình trở về đồng của Phú Tâm. Bữa nay là ta cắt rồi. Nay tiếp tục trở về đây bắt chuột mua gặt lúa. Mới ra gặp cái hang nó đụng ở ngoài ruộng. Nó vô đây hả? Đây. Còn không? Thắm chuột xuống đây. Thả chuột. Thả chuột giống ngày hôm qua hả? Không được. Bữa nay đông vui à. Gì? iPhone. iPhone này không? Coi nè cả nhà. Chủ nhật bữa nay mấy đứa nhỏ đi được. Em bữa nay chủ nhật cũng không mệt. Còn em thì chủ nào em cũng đi hết á. Nghỉ là nghỉ à. Mệt thì nghỉ. Chị mời chú Sinh có quay lại đây quay em chú Sinh. Có. Sáng giờ bắt được con nào chưa? Bự không? Đấy, cà đồ. Bữa nay mấy đứa dành bắt với chú Thánh Liệu nè. Đó hả? Đó đó, nó mắc kẹt nó kìa. Cái chừng hai con á. À, nãy nói đem cái lồng sắt theo mà quên. Chở đồ nhiều quá quên rồi cả nhà. Ba. Rồi. Lấp lửa đi. Qua nay cù luôn rồi nè. Quá cù luôn rồi. Năm rồi mình cũng có bắt miếng này nè Thắng Liệu. Dòng bờ ướt mà ở ngoài khô hết em. Dòng bờ ướt mà ở ngoài khô ha. Không để dũng lẳng đi em. Ôi bụi. Nó dài quá. Vậy là nó ra đầu dưới này, nó không ra đầu trên rồi ba. Bự không? Con hả? Ủa ngày hôm qua con bắt ở đâu? Bắt ở sau chùa của mẹ. Cắt ở bản hả? Dạ, bắt được 3-4 ký. Ủa cắt hôm dài ở bản mấy bữa rồi? 2-3 ngày rồi. Rồi còn cắt không? Còn. Ở bản còn đồng nhiều không trai? Dạ còn. Vậy mà không gài không hay hết ba. Con tên Hùng mà ít con trai hoài. Tên Hùng ha. À, chú Sinh quay rồi đó. Hùng với Trung á. Hùng với Trung. À nhớ rồi. Còn hồi ở lại chơi với chú luôn nha. Còn Trung đâu? Trung đi làm
nãy giờ bắt hai con ở xa không cả nhà tiếp cận không được, nó liệu dính nữa kìa. Lại kìa Mỹ Lan ơi, heo nó luôn, chục nọc hả? Nãy giờ hai con ra mà quay không được. Quá xa. Đứng đầu đẳng. Nãy giờ cắt mấy vòng mà chưa thấy con nào chạy hết cả nhà. Không liệu thấy chạy qua bên ruộng bên kia hai con. Tại chút xíu cù cù hay ra. Giờ sớm quá bắt cũng không được. Nước là có cá luôn á cả nhà. Mùa này nãy giờ mình chưa thấy cái con gì trên. Đánh liệu rồi mà. Chụp như pin lẻ. Hồi qua kia luôn rồi. Đánh liệu. Quá dữ, quá dữ, quá dữ.
qua bãi nè. Chạy vô đây không hả? Mất năm ông kiếm hết rồi cả nhà. Mình với Thánh Liệu ở tàu dưới này. Đứng cho nó nghe, thủ nghe. Chậm chậm đi cho nó vô hang đi, mình tính nó dễ. Ôi rồi chạy lên lúa con bự rồi. Ở đây còn con nè, nè nè nè. Ê, chạy lên giờ. Chạy xuống rồi. Xuống rồi đó. Chuột quá trời bự luôn. Coi chừng nghe. Ôi trời ơi, nó băng vô giò vợ mình luôn. Hết luôn hay gì rồi? Hai con mạnh trướng luôn. Nó nhảy vô giò em nó sụm luôn á, nó đụng ngay cái tảng đá lớn á. Chạy ra ngoài ruộng nó nói trời trời chóng mặt. Nó xỉu rồi. Thì Thánh Liệu đào từ từ rồi về Thánh Liệu rồi. Thánh Liệu hấp tấp quá nó đi xong. Hai con bự thiệt bự luôn. Con này lớn, con ngay đây. Bay lên luôn. Cắt này động là nó ra mấy lùm này không nè, chứ đi đâu. Ừ. Hình như họ nó cắt miếng này luôn hay gì á. Hả? Nó nữa rồi. Chụp cái này trong hang đây nè. Ra luôn hả? Ừ. Bự. Rồi dính. Ừ. Tính vừa tắt máy. Không, mấy chỗ này mình ba con là Thánh Liệu. Ừ. Chuột. Có chân con. Chuột nọc mà. Chuột nọc. Ừ. Có chân con. Có chân con nữa đó Thánh Liệu ơi. Em dở phải à, em mà như Thánh Liệu mà như đó dính rồi. Em đè đại xuống nó cũng đâu có dễ nữa. Phóng nhào lên như trời ủng. Ờ, chuột này sơ hở một chút nữa ra nữa nè Thánh Liệu. Làm thêm con nữa coi. Không thôi nằm ba em rồi. Hết hả? Ba con nữa bỏ mã rồi. Sao ớt rồi. Thánh Liệu nói hết mà tôi cũng không có dừng máy đâu. Ở nào tới kết thúc mới được. Trời ơi nó nhào ra đây không, ba con ba phải con, có ba ở đây ba đỡ dính được một con rồi. Con một và hai con bộ. Ba con bành trướng luôn. Ờ. Ừ. Ở đây con đuổi rồi nó bờ ra đây hai con. Ra ngoài ruộng hả? Ra ruộng. Kìa ba nào đó kìa. Con. Dính con. Hai con. Ở ngoài nó bay từ ruộng nó lên luôn mà. Ừ. Ồ, có nè. Các dòng đồ nó bay ra là có nè. Nó ra nữa giờ nè, hồi nó dòm ra kinh này nè. Hồi nãy nó tính ra đường này nè, ba con nè nó không chịu ra. Ừ. Có không bà? Lắm. Thánh Liệu ơi, giống ngàn qua quá vậy. Này đợi lên cù cù á. Cử này mình để ít bữa nữa mình lên bắt mấy miếng cù cù á Thánh Liệu ơi.
tình hình này mới này nó ít. Bà với Thanh Liệu mò một ít chan chan để lại coi nhí của men câu được nhiều quá. Bữa nay thất bại nữa cả nhà ơi. Bắt đào hang thì nói chung hổng gài cũng đào muốn hết rồi, giờ thì cũng còn chuột cắt lúa mà nãy giờ cắt thì nó gà ít quá, đợi lâu quá. Được mấy con rồi, khoe cho cô chú rồi. Có con nào? Dạ. Yeah. Rồi giờ, nãy giờ không có gì hết trơn. Cái bao này nè, cái bóp rồi giật rồi giục. Giục luôn. Nó hai giục nguyên cái cái đó. Cái má luôn á cha. Còn mồi không nhí? Chừng. Hả? Con chừng. Rồi nãy giờ tóm lại là dính mấy con? Ba con mà làm rớt hết con rồi hai con. Vợ Thánh Liệu với vợ mình làm chuột rồi. Chuẩn bị chế biến cả nhà ơi, được nhiều ăn nhiều. Ăn về. Thao à. Ở tính cá hay gì không có hả em? Không, không có. Kệ đi, để ba à? Để ba mò được cái ba gì đó nữa mà. Được mớ nữa thì để coi coi có gì thì mình làm nấy. Gấu xào thịt chuột xào ớt nha. Thánh Liệu bữa nay cho ra gì à? Coi cái nào cũng thịt của Thánh Liệu đâu nè. Nè nè, con của Thánh Liệu nè. Rủi. Cái này là mắm cá sặc ăn với xài non. Cái đó nó có trộn mắm bò hóc vô nữa đó anh. Bởi vì nó mặn. Thơm ha. Mời cả nhà. Dùng xài luôn nha. Cái màu đó lợi con. Thánh Liệu hớt thịt chuột cái hớt vô ngón tay luôn. Hớt giờ, giờ gớt cục thịt vô mà giờ không biết cục thịt đó là nó nằm ở đâu nào, luôn. Thịt nó nằm là cái miếng nào nữa đó. Này màu phải kỹ mới được. Cái đó hỏi bỏ nước bắt năm nó ra nước một đống luôn á. Không có nước khô queo thì sao được. Hai ba mình với Thánh Liệu mò được mới chan chan thế này. Bữa nay thất bại nữa rồi cả nhà ơi. Theo đồng lúa chín vàng mà sao mà thất bại quá. Vô xài, vô nhỏ xài ba. Cũng năm rồi đấy nhỉ. Đi có mấy dụng. Bữa nay chan chan xào củ hành nè, chuột xào ớt. Cái đó cái gì? Rồi mắm thì ăn với xài xài sống. Men với nhí nãy câu được 3 con cá. Rồi làm ruột. Mắm đường với mắm nha bà. Mời cả nhà ăn xài chua cho là đã cái cả nhà ơi. Nãy chưa bỏ ướt chưa mấy gì hấp dẫn. Giờ được. Ngon rồi. Ngon. Cái mắm à. Cái mắm đó mới ngon. Đó bụng mà ăn ngon rồi. Con quên bỏ vô đây. Ngon. Chậu vương là quá xá rồi. Ừ. Đó rồi. Thêm nước mắm chút. Ừ. Ừ. Bụng nữa chứ mẹ. Đi cấy đi gì á, đi ruộng á. Món này là hết bài, nhất con mũi ha, nhất con mũi. Ừ. Ừ. Một chút để con. Ừ. Đã. Nào. Cái này người ta cắt bên đó hai chiếc luôn mà khó bắt quá cả nhà ơi. Nó mới cắt này nó không thấy chuột. Bữa nay tính vô mánh mà về bể mánh nữa. Con mời bà xài con. Mời cả nhà xoài với mình đi. Xoài cắt quá lòng, xoài cắt non. Món với xài thấy ngon quá nha.
ăn hồi chắc hết chén mắm, hết cái gỗ xài. Ăn hồi chắc về chiều uống nước đã. Có đó xào cái gì? Xào ớt. Xào ớt hả? Dạ. Còn nước vô một cái. Cái dĩa đó xào ớt họ bỏ vô đó. Ừ. Còn cái dĩa cái này là xào ấy hay cho ba. Làm luôn hả? Bây giờ rau gói thịt mà bây giờ rau với gói xài chấm mắm luôn. Ừ. Đưa dĩa đó em. Chuyển qua đây. Nhưng mà xào trên kia. Làm thử miếng ơi. Dĩa có giỏi rồi. Kéo giữa thắt nó. Đưa đưa đũa về nhé. Trong bọc. Đó mà dựng dựng cũng ngon. Mời cả nhà luôn nha. Mời. Ăn cho luôn. Mất luôn. Nó đã. Cái này chuối chát nữa là hết bài. Ừ. Nha, để cô đi kiếm cho chuối chát. Cái mắm này tới ăn là hết rồi. Tới ăn xong mình ăn này. Ừ. Không không ăn dữ vậy. Anh nó đỡ chết ra không? Không khác vậy con. Với con Giang Trang ở ngoài sông này nó khác ở trong đó nữa. Ừ, chát rồi. Con này nó hơi tròn hơn nè ba. Cái này con chim chép. Con Giang Trang nè. Nó còn nhỏ. Nó bự hơn đó. Gió quá không sôi. Đói bụng mà thấy này cưỡng lại đâu được. Thiệt chứ. Miếng rồi. Wow. Ăn mà chọc ngứa hoài, nhai ruột ruột hoài mà. Quạt quạt quạt. Này ba bỏ miếng mắm lên nè. Ừ. Không ăn mắm hả? Không. Ăn cái này chắc ăn. Mời cả nhà. Ba ông bị diêm son ông cũng hơi cử cử mắm. Cử. Mắm sống à. Ăn. Mắm sống á. Ăn cũng nhức nữa. Mà ăn mắm nhiều bữa ăn với Nhi á. Nó hay bác cháu chia chia bệnh á. Về lên đến sáng đêm á. Cũng hai lần thuốc á. Cái này được nhiều ruột chen chen. Dùm chén. Vô à? Vô luôn hả? Vô. Mày mập mập ha. Hình như ở đây nó mập hơn cái cổng nữa. Nhưng mà nó ít hơn. Ít thưa lắm, ở ngoài này thưa. Mò không có. Quá thơm. Quá ấy được em. Mịt cái gì đâu nè. Này đâu mạnh nè cả nhà. Làm nãy giờ mà chưa ngưng nữa nè. Đâu mạnh. Chúng bài. Cái này chuối à. Chuối già mới ngon. Này không? Nó không có chuối à. Không. Chuối là ok rồi. Thấy ăn thèm quá chứ chiều mua ăn. Mùa ngày có lên về ăn quá chị. Này có mắm bò hóc. Mắm có lên ăn. Ủa em không dám ăn hả? Có mắm bò hóc. Bình thường mà. Ngon. Cái này không phải có mắm bò hóc đâu. Không có đâu. Có. Cái cô đó nó có bỏ vô miếng. Bỏ hả? Mắm bò hóc là... là khách quý lắm mới đãi à, phải không Thánh Liệu? Bữa nào đãi tôi một bữa rồi trời. Cho tôi làm khách quý một bữa coi. Ừ, ok. Mà nói mà nói mà nhóc. Nói tới bà nội thì hôm qua về thăm nội về thấy nội không có nói chuyện gì cũng buồn cả nhà ơi. Rồi. Yếu dữ rồi. Đừng nói xui. Thiệt chứ, đừng nói xui gì. Hôm đó giờ mà mở chi chụp chích làm hàng tuần luôn á. Ngày nào cũng có khám. Đã bữa nào dẫn Thanh Liệu đi cho bà nội tiên làm. Để lắm rồi. Dẫn quá hết, dẫn chắc quá rồi. Lo đi làm quá chứ cũng đâu có xa đâu. Đây cũng vô luôn. Vô hai bên luôn. Vô.
vô từ từ. Một bên trắng, một bên đỏ. Bên nào cũng đỏ hết. Vô luôn. Vô luôn. Có rô găm đó mới là đặc sản thơm đó. Bỏ bên ba vài cộng cho nó thơm. Vô găm mình nhóc rồi. Bỏ bên đó rồi vô găm thơm. Dẹp đi con ơi, ăn rồi đang về nè. Dẹp câu đi con, ăn cơm rồi đang về nè. Tối rồi. Mai đi, tuần sau đi nữa. Chỗ này câu có nè. Mà có cát nhỏ nhỏ, không có chốt. Có cá. Này mấy bữa nước ương á làm mồi tới tới một chút câu nhóc. Chưa ta lại ta là câu cái nhỏ. Ừ. Sâm này sâu lắm á. Ta nãy cũng nắng mồi con cá vô đó. Cái vô nhóc luôn á, cái này nè. Wow. Ớt đâu? Để con chuyện nữa rồi. Chú My. Nè. Cái này là chuột xào ớt. Trang trang xào củ hành cả nhà ơi. Chén con không? Xài thì chấm mắm. Này ăn đơn giản giống ngàn hoa nữa rồi. Đơn giản mà ngon. Đúng. Mời cả nhà dùng cơm với cha con tôi luôn cả nhà ơi. Mời cô chú ở trong ngoài nước gì dùng cơm luôn nghe. Mời cả nhà dùng bữa luôn nha. Mời cả nhà dùng bữa luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Cô men ngồi xích qua ông nội. Con ngồi mẹ ông chú gần con. Ngồi xích qua ông nội. Ừ. Ừ. Được rồi, ngon quá. Ừ. Rồi. Mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn trong nước và ngoài nước dùng bữa với gia đình mình luôn nha. Mình mời cả nhà luôn. Ăn kèm xài luôn cả nhà ơi, ăn dữ mới ngon. Mời, mời cả nhà. Cơm nguội mà ăn với mắm mà. Tới công chuyện à? Tới công chuyện. Bắt năm cơm nguội ăn với mắm kho. Rau dừa, trời ơi ăn nước bóng. Này là mình đang ngồi chỗ cái wheel này là wheel triệu đô đó nha. Lục bình chảy ly ghi, nước chảy rồi lục bình cho ly wheel đó thấy không? Đấy nha. Lục bình trôi. Cái sông này mình tính nó cạn mà không ngờ nãy lội xuống. Ừ. Sâu lúc. Ở cái đường giữa sâu á. Ừ. Hai bên cạn đường giữa sâu á, xà lan chạy được mà. Vô. Ừ. Ngon không? Chủ nhật tuần sau cho hai đứa đi nữa. Thứ bảy với chủ nhật. Chuyến sau là mình phải đầu tư cần câu lưỡi cho xịn chút nè. Mồi. Rồi mồi cho xịn chút nè, mình bắt cá bự một chuyến. Hé mẹ. Giật cái đứt luôn à. Mình giật người hai cái là đủ ăn rồi. Người hai con mà. Nói vậy chứ nhiều đây mà cầm nhiêu cầm cần câu hết câu nãy giờ dính nhiều lắm á. Không mấy bữa nào mình làm chuyến câu cá không bữa đi. Bữa nào mình làm chuyến câu cá đi. Nói lúc đó. Mình năm con. Mình đi đút ong rồi mình chọn khúc kinh nào đó cái mình ngồi gần nhau với mình câu. Rồi không hứa đút ong. Không bắt đút lại à. Ừ. Bắt cua lấy gạch cua hầu quá mắm đó mình câu gạch cua là phải câu lưỡi lớn em thôi. Con chan chan thấy vậy chứ bén nghe lại gỡ mà bóp vô thấy đấu cay không đâu. Ngon không? Ngon không? Ừ. Ngon ăn nhiều vô. Ừ.
với phần mình qua đây nhé, rồi quăng mắt bên đây chuột mẹ chuột con nghỉ ngủ nhau nó dặn bữa nay tới nữa rồi tụi bay mạnh ai để chạy không ai ngủ lại chứ nha. Ở ngoài ruộng mà ăn mình cặp xài, cặp rau, đồ ăn vậy mà ngon không ơi. Ừ. Rồi lên đây hai bữa bị te tua nha. Mấy bữa trước còn kiếm được. Hai bữa nay nó rủ nhau trốn hết rồi, ra khơi hết rồi. Không dám ở. Chắc kiếm đường đi hướng khác mới được. Hướng khác rồi. Chuột nó thấy lên nó nói quỷ mặt nám lên nữa rồi. Còn ếch nó thấy lên nó nói quỷ già lên nữa rồi. Mà anh ai trốn. Mà ếch nó đi giấu cỡ đó mà bắt nó không được mới ghê đó chứ. Có hang mà nó không vô. Làm như nó vô rồi nó ra, nó vô rồi nó ra. Vậy nó trên này lúa chín rồi ta còn khai nước. Còn ra vô á. Xe anh là chạy. Xe sao luôn. Không sao. Chạy giống như bệnh chứ. Ngồi vô lên xe chạy. Hôm nay mình chiếm lậu xe. Cắt rồi người ta vô với chiều trời ơi còn sống nhảy nữa sống sống hết để nói buộc vô cái giò anh chuột á rồi anh chuột nhảy vô như vậy tự dính mới chết rõ tay quá sạch đi. Mà nhầm người ăn ớt không được, người ta nói mình ham ăn chứ chậu ớt luôn. Nó chậu để nhiều rồi, ăn ê như gì á. Mắt hai ngon lắm. Hai yến đó, ăn cay đâu được đâu. Đoạn nhỏ không có ăn, rồi lớn lên quen. Ăn bánh tráng không hả? Cây nhảy nữa. Cũng hành còn sống nữa. Nhảy hoài vậy. Cũng như từ nhỏ tới lớn mà không bước chân ra ruộng rồi đi ra ruộng rồi đâu biết gì đâu, bỡ ngỡ. Còn có đi thì biết nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại là không bước chân ra ruộng, không biết ruộng. Còn nếu mà ở quê mà không lên thành phố thì cũng không biết đường đâu đi. Đúng rồi. Bảy. Hồi đó giờ từ nhỏ tới lớn từ cái gì dính gan nó có nó làm nữa hả? Ngoài mẹ. Hết gì sẽ lấy cái giò chuột xỉa. Làm hết liệu cười con kìa. Mê đi ruộng lắm cả nhà. Ừ. Về mình nói đi học về mình nói cho đi theo cha cái là mình húng hết trơn. Con chuột ở dưới mé này nó vung cho bằng B7. Nói khánh liệu mà nhai nghe ở trên bờ mà nghe gụ gụ nhai chứ tụi mình nó ở dưới luôn. Gán ăn cho sạch sẽ đang vét đuôi cái bữa bắt thắt coi đằng mai mốt bắt chúng đồ lại coi. Nói này cho miệng này đất ăn, 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 ăn.
đồ ăn mình gấp cây. Rồi cắt miếng này luôn rồi nè cả nhà. Ủa lúa này mình thấy còn hơi xanh mà người ta cắt luôn ha Thánh Liệu. Không, cái đó là cái bông nó chín rồi đó. Nó tới ngày bán cái bông nó chín rồi, cái lá còn hơi xanh đó là mấy lúa trúng à. Ủa ngày hôm qua bên đây có mưa không? Không, không. Bên nhà bà anh cũng có mưa không? Ừ. Mưa không? Bên mình mưa lớn á. Mưa trắng rồi hôm bên đây. Hồi chín mấy ra ngồi bị mưa tới đâu 3 rưỡi 4 giờ ra còn nghe mưa. Không có lớn. Lắc gắt lắc gắt. Lắc gắt vậy đó đi vừa đi thăm câu rồi vừa móc mồi luôn đã. Nó không có mệt. Mệt. Hôm là mưa đó là mưa bất thông. Lạnh. Lạnh hết cả luôn. Mở cửa ra mày coi mưa có ướt gì không? Ra mưa thì cũng như trương mà hơi ướt vậy đó mà lạnh của bằng quân mình thôi. Mà thấy vậy chứ mình lên trên đồng lỡ đụng chặn rồi mà mình đang làm không có lạnh đâu. Chừng nào về nhà Thánh Liệu đi mưa ban ngày không sợ mà ban đêm mưa rồi ngồi tặng là mới có gió ha. Vậy chim nữa. Vậy là có vậy, vậy là sẽ có cơ hội tôi quay Thánh Liệu bị gung à. Vậy là sẽ có cơ hội tôi quay Thánh Liệu bị gung. Ban ngày không sợ, ban ngày cũng mưa cỡ nào mưa không sợ mà ban đêm vậy đẹp. Mà hôm đi bắt nhái với bắt Nam đó. Ừ, mình đang làm thì mưa chứ đâu có lạnh đâu. Mình thấy ngưng là lạnh à. Ngưng là lạnh dữ lắm luôn á. Giờ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi. Thu xếp hành trang đang về. Thì video của gia đình mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Con nói ba ông bà cô chú. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.